Sóc Trăng cần hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng xây cảng Trần Đề. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào nghị quyết chương trình của Chính phủ dự án đầu tư xây dựng cảng Trần Đề, Sóc Trăng. Dự kiến dự án này hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư trong năm 2025 và triển khai đầu tư vào năm 2026. Để triển khai dự án, Sóc Trăng cũng đề nghị ngân sách trung ương đầu tư giai đoạn 2025-2030 hỗ trợ địa phương này với tổng số vốn là 19.403 tỷ đồng. Phần kinh phí này dùng để đầu tư xây dựng đường sau cảng, kết nối với bến cảng ngoài khơi Trần Đề, cầu vượt biển và đê kè chắn sóng, luồng tàu và vũng quay tàu. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, dự án cảng Trần Đề có vốn đầu tư lớn, khả năng thu hồi vốn chậm và được đầu tư trên địa bàn đặc biệt khó khăn, việc kêu gọi đầu tư tư nhân gặp nhiều thách thức. Do đó, ngoài nguồn vốn kêu gọi xã hội hóa đầu tư các bến cảng theo quy hoạch, Sóc Trăng cần bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng. Khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được tăng tính hấp dẫn để kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, tương tự như các khu bến cảng cửa ngõ khác đã kêu gọi trong thời gian qua. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, khu cảng Trần Đề được định hướng trở thành cảng nước sâu, cửa ngõ của đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có quy mô lớn, bao gồm các bến tổng hợp, container, hàng rời và cảng khách, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 160.000 DWT. Khi hoàn thành, siêu cảng Trần Đề sẽ nâng tầm vị thế của Sóc Trăng và các tỉnh lân cận. Theo nghiên cứu sơ bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề có diện tích mặt bằng cảng 111,25 ha, trong đó giai đoạn khởi động 81,6 ha. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn ngóng mặt bằng. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gồm 3 dự án thành phần, trong đó hai dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1 dài 16 km và dự án thành phần 2 dài 18,2 km, còn dự án thành phần 3 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi kiểm tra thực địa cuối tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến ngày 15 tháng 10, tỉnh Đồng Nai phải giải phóng xong mặt bằng dự án thành phần 2. Ông lưu ý, hiện dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tiến độ rất tốt, nhiều đoạn sắp xong. Do đó, đoạn qua Đồng Nai cũng cần sớm có mặt bằng để nhanh thi công, không thể thua kém tỉnh bạn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, có mặt bằng tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, nơi được coi là điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án, ghi nhận của phóng viên cho thấy vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ông Nguyễn Văn Thông, một người dân thuộc diện giải tỏa cho hay: "Chúng tôi đồng thuận với việc làm đường, nhưng trăn trở lớn nhất vẫn là tiền bồi thường và tái định cư, được đền bù thỏa đáng, bà con sẵn sàng rời đi." Một cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Phước Tân chia sẻ: "Gần như ngày nào cũng đều gõ cửa nhà dân để vận động di rời. Tuy nhiên, tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp, mua bán giấy tay, xây nhà trên danh nhiều thửa khiến giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cần thêm thời gian để đưa ra phương án xử lý phù hợp," vị này nói. Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đã yêu cầu nhà thầu tận dụng từng mét đất để đẩy nhanh các hạng mục, ưu tiên thi công đoạn qua huyện Long Thành trước do mặt bằng được giao nhiều hơn. Dự án thành phần 1 có hai gói thầu xây lắp chính, hiện đang làm cầu và đường, sản lượng đạt trên 10,5%, địa phương đã giao được 82 ha đất, tương đương 60%. Tại dự án thành phần 2, mặt bằng bàn giao đạt khoảng trên 74%, địa phương tiếp tục cam kết giao phần còn lại trong tháng 11. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần 2 cho hay, mặt bằng cơ bản đáp ứng thi công, các nhà thầu vẫn vừa làm vừa chờ mặt bằng và đất đắp, tổng sản lượng đạt khoảng trên 15%. Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan ngày 25 tháng 10, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 11, còn thành phố Biên Hòa tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phấn đấu trong năm nay phải xong mặt bằng. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2 km, trải dài từ thành phố Biên Hòa đến hết huyện Long Thành, chia làm dự án thành phần 1 và 2. Để làm đường, địa phương phải thu hồi hơn 290 ha đất với 3.500 hộ dân bị ảnh hưởng, bắt buộc phải di dời. Tính đến cuối tháng 10, công tác bàn giao mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực so với tháng trước. Tuy nhiên, tỉnh vẫn không kịp giao đủ mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 theo yêu cầu mà Thủ tướng đã đề ra. Theo kế hoạch ban đầu, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng cho các gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, cơ bản hoàn thành bàn giao phần còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, hồ sơ liên quan đến các thửa đất không có chủ, mua bán giấy tay nên đã trễ hẹn. Sau đó, tỉnh tiếp tục lùi thời hạn bàn giao đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 rồi trễ hẹn thêm nhiều lần. Thành phố Hồ Chí Minh, dự án nghìn tỷ nguy cơ vỡ tiến độ vì người dân muốn giá đất bồi thường gấp 10 lần. Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12 năm 2022, nhưng đến nay rơi vào nguy cơ vỡ tiến độ do còn 11 hộ dân tại hai vị trí chưa được bồi thường. Do vậy, nhà thầu không có mặt bằng để thi công. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực 3 nhà dân tại khu dân cư Gia Hòa và 8 hộ dân trên đường Trịnh Văn Nghị vẫn án ngữ và giữ nguyên hiện trạng.
hai nhóm mặt bằng này lần lượt thuộc trách nhiệm bồi thường của hai doanh nghiệp gồm doanh nghiệp tư nhân xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa và công ty trách nhiệm hạn một thành viên đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. Trong đó, các ngôi nhà có mặt tiền trên đường Trịnh Quang Nghị, Bình Chánh nằm hoàn toàn trong ranh của đường Dong Hành, quốc lộ 50 thuộc dự án. Theo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, địa phương đang rà soát pháp lý để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về chính sách bồi thường trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết. Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đang tiếp tục phối hợp với hai doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp vẫn chưa được thương thảo với người dân. Trong khi đó, ông Trần Hung Cường, Phó giám đốc công ty xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa chia sẻ việc giải quyết vấn đề bồi thường gặp khó khăn, vướng mắc khi các hộ dân đòi mức bồi thường cao gấp 5 lần, thậm chí có hộ yêu cầu giá bồi thường gấp 10 lần so với bình thường. Ông Cường nói, theo phương án đền bù, doanh nghiệp đã chủ động đến thương lượng với 3 hộ dân, nhưng họ không đồng ý vì cho rằng giá trị đất không ngang bằng với giá đất ở khu dân cư. Các hộ dân có đất nông nghiệp cũng yêu cầu tính theo giá đất ở. Ông Phạm Minh Nhật, Tổng giám đốc công ty đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc cho biết, đối với 8 hộ dân đang vướng mắc, công ty đã đề xuất phương án giá phù hợp từ 45 đến 55 triệu đồng trên 1m2 tùy theo diện tích nền để tổ chức triển khai công tác bồi thường. Tuy nhiên, các hộ dân yêu cầu mức giá rất cao so với phương án bồi thường nên việc thỏa thuận không đạt được. Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hai phương án. Phương án 1 là hai doanh nghiệp phải tiếp tục khẩn trương thực hiện theo mục tiêu dự án đã được phê duyệt từ các quy hoạch 1/2000 và 1/500. Phương án 2, nếu doanh nghiệp không thực hiện, nhà nước sẽ tiếp quản thực hiện dự án nhưng sẽ không thực hiện bồi thường cho phần đất của hai doanh nghiệp. Vì đây là mục tiêu mà đúng ra doanh nghiệp phải thực hiện, nếu nhà nước làm thì phải có chế tài xử lý. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị huyện Bình Chánh cùng chủ đầu tư chủ trì buổi gặp gỡ, trao đổi để người dân hiểu rằng các mong muốn phải dựa trên căn cứ cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp có thể linh động trong khuôn khổ cho phép, nhưng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để nhà nước thực hiện. Ông Hoan nói, người dân cần cân nhắc lựa chọn phương án phù hợp. Đất ở đây là đất nông nghiệp, đất bùn trũng, đất đầm lầy nên không thể có giá trị cao. Tuy nhiên, khi nhận được mảnh đất đã có hạ tầng và con đường này được giải phóng thì giá trị của mảnh đất sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Đại diện Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho biết, hiện hai doanh nghiệp vẫn chưa chốt được ngày bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc thiếu mặt bằng sạch để thi công khiến mốc thời gian hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 bị ảnh hưởng. Theo chủ đầu tư, dự án xây dựng và mở rộng quốc lộ 50 đạt khoảng 56% khối lượng thi công. Trong đó, đoạn xây mới đường song hành đã đạt 80%, đoạn mở rộng đường hiện hữu đạt gần 20%. Trong trường hợp không được bàn giao kịp mặt bằng, đơn vị sẽ chọn phương án thông xe trước những đoạn đã hoàn thành để người dân tiện đi lại, đại diện Ban Giao thông chia sẻ. Hà Nội dự kiến thông xe đường Lê Quang Đạo trong tháng 12. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn từ đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khởi công đầu năm 2023. Dự án có chiều dài 2,6 km, điểm đầu dự án tại nút giao Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, điểm cuối tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Công trình có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, trong đó phần giải phóng mặt bằng hơn 163 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Sau gần 2 năm thi công, ghi nhận của phóng viên báo Giao thông, hiện nay công trường dự án nhiều điểm vẫn ngổn ngang, đoạn từ đường Sa Đôi đến cuối tuyến kết cấu mặt đường chưa hoàn thiện. Trong khi đó, đoạn giao cắt đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh, phường Mễ Trì đã cơ bản hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng, thảm nhựa mặt đường và lát đá vỉa hè. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, các đơn vị nhà thầu cam kết hoàn chỉnh các hạng mục liên quan, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Thời điểm ký kết hợp đồng hoàn thiện dự án này là vào tháng 6 năm 2025. Do đó, các nhà thầu đang tập trung cao độ để hoàn thành dự án trước mốc thời gian này. Trước đó, công trình dự kiến cán đích dịp 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10, nhưng tiến độ và chất lượng công trình bị ảnh hưởng lớn do thời tiết mưa nhiều dẫn đến tiến độ không thể đạt được. Được biết, theo thiết kế, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ có tiêu chuẩn đường liên khu vực với vận tốc thiết kế 60 km/h, quy mô mặt cắt ngang đường điển hình 40m, đoạn khớp nối với đại lộ Thăng Long.